Rồi tiếp theo một cây kim quýt già nha, cây này nằm chậu lâu rồi nha, nằm chậu mình mua về mình nhổ ra mình bó cái bầu lại nè. Cây này già khủng khiếp luôn, về mình tán cái đầu này lại, lấy cạp kéo cắt cái đầu này lại cho giót lại là nuôi cái ngọn lại. Sao có một cây quái ngộ đó, rất là già luôn, lùng lực cũng con cục lù à. Quái nha, lùng lực nha, cục thù lù luôn. Rồi xin lâu vô lưu với mấy anh em, cây này là 500k nha mấy anh em, 500 nha. Mất tiền ở đây, mất tiền luôn. Rồi xin giao lưu cây này là 500 nha.